Tôi sẽ chia sẻ các bạn cách để mà mình xử lý một cái album salon. Đây là ba cách để chúng ta làm một cái album salon nó nhanh và hiệu quả nhất. Thì đây là cách làm tôi chia sẻ đến các bạn. Có thể có nhiều người có nhiều cách khác nhau, nhưng tôi thấy cái cách này hiệu quả nên làm một video để chia sẻ các bạn. Trước tiên á, chúng ta sẽ chọn file và cắt cắt khổ nó lại. Chúng ta mở file ra, từ file mình cắt khổ lại, cắt khổ nhỏ. Khi mà mình cắt khổ nó nhỏ, mình sẽ chỉnh màu nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái file gốc của cái album á, cái file gốc của người ta chụp để đưa mình làm album á, lúc nào nó cũng lớn á. Bây giờ tất cả các máy á, đều làm cái size rất là lớn. Vì vậy nên mình phải gấp cái khổ nó lại khoảng chừng 20-30 thôi. Vâng, 20-30 là được. Tại vì mình làm cuối album nó không lớn lắm, chỉ quay khoảng từng 25-35 với 30 vuông thôi. Vì vậy nên mình gấp lại 20-30 là ok nhất. Sau khi chúng ta gấp khổ xong á, mình mở từ file ra, mình gấp khổ không xong hết rồi, mình sẽ chỉnh màu. Mình cho chương trình chạy chỉnh màu tự động luôn để đỡ đỡ mất thời gian chỉnh màu, tự tắm nó mất thời gian hơn. Chỉ khi mà mình chỉnh màu mà chuyển qua tự động á, nó sẽ chạy xong rồi, mình sẽ canh lại màu một chút xíu thôi là ok rồi. Khi mà mình canh màu xong á, mình sẽ cho vào những cái thư mục riêng, những cái thư mục từ từ file vào thư mục, để mà khi mình thay phông cho cảnh á. Tại vì thường á thì album sẽ là một trang á, là một cảnh liên tiếp với nhau, vì vậy nên mình sẽ chọn cái phương án đó cho vào thư mục. Khi mình thay phông nó sẽ nhanh hơn, mình để luôn tuồng như vậy thay phông rất là gói. Khi chọn được như vậy á, thì chúng ta chỉ chọn khoảng album 15 trang, mình phải chọn khoảng 15 cảnh là ok rồi. Sau khi mình chọn xong á, mình thay phông xong hết, bây giờ làm album rất là dễ. Chúng ta dùng mở phần mềm Smart Album. Smart Album á, thì bây giờ nó rất là phổ biến rồi, mình chỉ cần add file ra rồi rồi dàn trang vô vậy là xong. Dàn trang vô, khi mà mình xuất file ra, mình chỉ việc trang trí nhẹ là ok. Thì bây giờ album chủ yếu là đơn giản mà đẹp rồi, vậy là chúng ta tiến hành làm thôi. Khi mà làm như vậy á, chúng ta sẽ đỡ mất rất là nhiều thời gian khi mà làm một cuốn album salon. Bình thường á, nếu cuốn album salon mà làm mà quay quần mà nhanh lắm á, cũng mất khoảng một ngày. Nếu làm mà không theo một cái cách nào đó lộn xộn á, mất rất là nhiều thời gian. Tại vì khi mình cắt, mình chọn phông, rồi mình design, nói chung là mất thời gian. Nhưng mà khi mà làm theo cái cách này á, cách này mình chia sẻ, thì theo mình làm rất là nhiều album á, mình cảm thấy nó mất khoảng, khi mà tách phông xong nha, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Vâng, 1 tiếng. Tách phông là 2 tiếng, nhưng mà chỉ ráp phông và ráp vào album á là mất 1 tiếng, là tổng cộng là 3 tiếng. 3 tiếng cho một quyển album salon, nhưng mà cũng đáng. Ok rồi, mình chỉ có một chút kinh nghiệm để chia sẻ tới tất cả các bạn làm nghề Photoshop thôi. Rồi, chúc các